Hôm nay mình sẽ biến thành Block Kim Cương. Còn mình là Block Kim Cương, sao tụi mình ở ngoài này làm cái gì trời? Còn mờ lỡ như có ai ta thấy tụi mình thì... Núp mệt, nó chỉ lấy cái bụi nó đi luôn. Có lẽ mình nên di chuyển ra chỗ khác mới được. Chỗ này có vẻ phù hợp nè. Hãy vô coi, hey cha. Ok, chắc ở đây là an toàn rồi đó. Kim cương kìa. Đào kim cương thôi. Cố lên hà hà hà, quá trời kim cương, quá trời kim cương. Ôi, cái cốc của nó vỡ rồi. Để kiếm cái cốc khác cái coi. Hên quá, con gà nó đi rồi các bạn ơi. Quay, hãy quay đi. Cái gì vậy? Đâu một quả TNT ở đây nè. Rồi, cũng bị lấy kim